Dạ vâng, Tuấn Thành xin kính chào toàn thể quý vị chị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đầu Gỗ Tuấn Thành chúng tôi. Và ngày hôm nay thì Tuấn rất là vui khi rất là vinh hạnh khi nhận được một đơn đặt hàng của một vị khách hàng có địa chỉ là tại Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội, anh Đặng Văn Thịnh. Hôm qua thì anh Thịnh có gọi điện tới cho đơn vị Đầu Gỗ Tuấn Thành chúng tôi và có nhờ tư vấn cho anh một chiếc đồng hồ cây, và anh cũng đã xem video trên kênh YouTube của chúng tôi rồi, nên là cuối cùng thì anh đã quyết định là đặt một chiếc đồng hồ cây tứ trụ vát với kích thước là 2m30 bằng chất liệu gỗ hương đá và hàng liền. Thì cũng rất là may, và đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới hoàn thành xong PU xong vào buổi sáng hôm nay. Thì hôm qua anh ấy có đặt xong thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xong, bởi vì là cái sản phẩm này chúng tôi đã làm trước đấy rồi. Ví dụ như là một cái lô hàng thì chúng tôi làm khoảng độ 10 cây hàng hồi liền và hàng VIP hàng liền đẹp như thế này, thì vừa sáng nay thì chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong và đã lắp đặt máy xong. Thì ngay trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2023, đó thì chúng tôi sẽ vận chuyển cái sản phẩm này đến cho gia đình nhà anh Thịnh ở Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Vâng, và như thường lệ thì tất cả các sản phẩm trước khi vận chuyển và giao đến cho các vị khách hàng thì chúng tôi sẽ có làm những cái video nhỏ nhỏ để chia sẻ cũng là giới thiệu với anh chị về các cái sản phẩm truyền thống làng nghề mỹ nghệ ở Bắc Ninh, của đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành nói riêng cũng như là ở các đơn vị làng nghề nói chung. Vâng. Và bên cạnh Tuấn đây thì chính là một chiếc đồng hồ cây 2m30 có kích thước tổng là cao 2m30 từ mặt chân đế lên đến đỉnh chóp của cái trương hoa lá tây này các bác nhé. Mặt rộng chân đế sản phẩm này là 95 phân và chiều sâu là 41 phân, cao 2m30, rộng 95 và sâu 41. Đó chính là kích thước tổng của cái sản phẩm này, để anh chị có thể căn ke được xem là cái vị trí mà mình muốn đặt hay là cái vị trí nhà mình có vừa với kích thước của sản phẩm này hay không, để mà mình lựa chọn quyết định là sử dụng cái sản phẩm nào và kích thước bao nhiêu thì hợp lý các bác nhé. Sản phẩm này thì được chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ càng và được chế tác từ chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, hàng liền khối. Và với cái sản phẩm hàng liền khối này thì nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Cái thứ nhất là liền ở đâu ạ? Nhất là 8 cột trụ, các bác thấy là kể cả hàng bình thường kia chúng tôi cũng làm hàng liền các cột trụ đúng không ạ? Cái thứ hai là vách hồi. Vách hồi thì chúng tôi làm liền, thì như ở những cái sản phẩm thông thường chúng tôi làm là dày vách hồi là 1/7. Thì với cái sản phẩm hàng VIP này, hàng liền đặc biệt này thì chúng tôi làm vách hồi dày hơn một chút, đó chính là dày 2 phân, ván hậu đằng sau liền 1 tấm và dày 1/1 các bác nhé. Cái độ dày 1/1 để nó có thể vừa phải lắp máy điện tử, và để sau này ví dụ như các bác có muốn chuyển đổi lên máy cơ thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng, bởi vì ván hậu mà dày quá thì cái âm thanh của máy cơ nó sẽ mang lại không được tốt, nên là chúng tôi sẽ làm ở một cái mức đó chính là 1/1 để mà lắp được cả máy điện tử và lắp được cả máy cơ, nó vẫn đều cho lại cái chất lượng âm thanh nó tốt nhất. Và cái điểm thứ ba ở cái sản phẩm này đó chính là cái phần mặt tiền. Như anh chị thấy là ở phần mặt tiền của sản phẩm thì đa phần chúng tôi sẽ phải tận dụng nguyên liệu gỗ, và để tối ưu được cái nguyên liệu sản xuất thì chúng tôi sẽ phải ghép 2 thanh dọc và 2 thanh ngang đúng không ạ? Còn với sản phẩm này thì các anh chị có thể thấy là một cái tấm mặt liền này hay là một tấm gỗ liền, đây các anh chị nhìn là vân gỗ từ trái sang phải, nó sẽ không có các vết ghép ở đây. Và ngay kể cả những sản phẩm mà hàng ghép đi nữa thì những người thợ chúng tôi đã có tay nghề rất là cao, thì cái vết ghép của nó cũng rất là bén, các anh chị hãy yên tâm. Nhưng với sản phẩm hàng VIP này thì chúng tôi làm hàng liền dày 3 phân và một tấm mặt liền. Cái thứ hai là ở phần cánh dưới này đấy ạ. Thông thường thì ở phần cong giữa này chúng tôi sẽ phải ghép đúng không ạ? Thì như một cái tấm cánh dưới này sẽ phải là có 6 thanh gỗ, 2 thanh gỗ dài này. Đó, và 2 cái miếng trên, 2 miếng cong dưới. Đó chính là 6 tấm gỗ ghép lại. Thì với cái sản phẩm này đây anh chị thấy ạ. Ở giữa này chúng tôi làm liền luôn. Đó, ở cái cánh giữa này chúng tôi làm liền luôn và độ dày cánh là 3 phân. Đục theo kiểu hình bông lúa, rất là sắc nét. Đã được tỉa lại bằng tay rất là kỹ càng, và ở bên trong này có một cái đường diềm hoa. Đấy, rất là sắc nét và tỉ mỉ. Vâng, đó. Điểm tiếp theo, cái thứ tư nữa, đó chính là phần vòm. Thì thông thường như cái vòm của cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng sẽ phải ghép giữa ở đây đúng không ạ? Trên dưới đều phải ghép, và 3 lượt. Mà 3 lượt gỗ này mà để làm liền thì nó rất là hao cái nguyên liệu, hao nguyên liệu gỗ ấy ạ. Nghĩa là gỗ sẽ phải sử dụng những cái bản gỗ to, chọn gỗ đẹp, không được sâu xia nứt, không được dập ruột rác gì cả để làm. Thì với những cái sản phẩm thông thường thì sẽ phải ghép giữa để làm sao mà có thể lựa được, vẽ được nhiều nhất có thể và tận dụng tối đa nhất có thể cái phôi nguyên liệu của mình. Còn với những cái sản phẩm hàng liền này thì nó sẽ phải thứ nhất là sử dụng bản gỗ to, thứ hai là nó sẽ phải bỏ đi những cái phần thừa nó rất là nhiều. Vì một cái bản gỗ nếu mà hàng ghép thì nó sẽ vẽ được 10 cái mà hàng liền thì nó chỉ vẽ được khoảng độ 4 cái thôi. Đó, đó chính là cái lý do mà làm hàng liền nó sẽ khó lựa nguyên liệu hơn, khó lựa phôi hơn. Đó. Vâng. Và những cái điểm liền đó ta nói lên được là cái sản phẩm này nó rất là giá trị. Cái thứ hai nữa là với những sản phẩm hàng liền thì chúng tôi sẽ phải ưu tiên về cái việc thứ nhất là chọn gỗ liền đẹp đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái màu. Các anh chị có thể thấy là cái màu của cái sản phẩm này
từ trên xuống dưới đều rất là đồng đều màu đúng không ạ? Vâng, xin thưa các anh chị, đây chính là một cái tấm vách hồi của cái chiếc đồng hồ cây này. Thì các anh chị có thể thấy là với một cái phên gỗ bản rộng ấy, thì hai bên sườn của nó thường thường là sẽ ít vân hơn, và cái phần ở giữa nó mới có nhiều vân đúng không ạ? Và với một cái vách hồi mà nhiều vân như thế này thì chúng tôi cũng đã phải loại bỏ đi những cái phần kém vân, và những cái phên gỗ phải được lựa chọn từ cái lúc mua gỗ rồi, phải lựa chọn những cái phên gỗ nó có nhiều vân thì chúng tôi lựa chọn để mua sử dụng làm những vách hồi như thế này. Các bác có thể thấy là những cái đường nét vân rất là nét đúng không ạ? Nếu như các bác cảm thấy đây là cái vân vẽ thì các bác có thể cạo ra để kiểm chứng hoàn toàn đó. Và nếu như các bác kiểm chứng xong, nếu mà vân chính xác nó là vân thật thì các bác sẽ phải chịu cái chi phí để mà xử lý lại cái chỗ mà các bác cạo đó, hoặc các bác không cần thì cứ để thế dùng luôn cũng được đó. Còn chúng tôi sẽ cho các bác kiểm tra thoải mái các bác nhá, kể cả bên trong này đây, các bác nhìn này, trong ngoài thì nó vân gỗ như nào, bên ngoài thì bên trong nó như vậy. Các bác nhìn ở cái phần dọc, phần rìa gỗ này và phần mặt trước mặt sau nó sẽ biết đó, màu gỗ rất đều, vân gỗ chọn rất là kỹ đấy, kể cả đằng sau luôn. Đây, bây giờ tôi sẽ cho các bác nhìn thấy đằng sau này. Đằng sau này một tấm gỗ liền luôn đó. Các bác có thể khoan thủng để kiểm tra độ dày của cái tấm ván này nhá. Đây, chúng tôi đã có những cái lỗ khoan sẵn để cho cái loa này phát âm thanh ra. Và các bác cũng có thể đặt thước qua đây để kiểm tra xem là cái độ dày của cái tấm ván đằng sau này nó có đúng như mà tôi nói hay không, để các bác có một cái góc nhìn trực quan thực tế nhất. Đây là một tấm gỗ phát ván liền, liền từ trên xuống dưới và không ghép đôi. Và đây chính là cái vân gỗ này. Đây các bác nhìn thấy ạ, hai bên rìa này nó sẽ ít vân hơn đúng không ạ? Nó chỉ có vân ở phần giữa này lên thôi. Và chính vì vậy nên là để lựa chọn một cái tấm vách hồi mà có nhiều vân thì nó sẽ phải bỏ hai phần hai bên này đi. Nên là cái phần hai bên này chúng tôi sẽ cho vào những cái thang đây. Đấy các bác nhìn thấy ạ, những cái thang này chính là những cái phần gỗ thừa hai bên. Không chỉ những cái chi tiết đó liền mà ngay kể cả những chi tiết nhỏ hơn, ví dụ như là những cái hộp để mà đặt cái cột trụ này đây, thì thông thường những cái sản phẩm bình thường và ở kể cả những cái đơn vị cơ sở khác đi nữa thì các cái hộp này người ta cũng đều là đóng bốn tấm ván ghép lại thành một cái hộp đúng không ạ? Kể cả trên cả dưới nó cũng đều đóng, người ta cũng đều đóng hộp hết. Ngay kể cả những sản phẩm thông thường khác của Tuấn Thành trước đây cũng đều là hàng đóng hộp. Tại sao lại phải đóng hộp? Nó cái lý do lớn nhất nó cũng chỉ để là để tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm chi phí và giảm cái giá thành sản phẩm lại. Chính vì vậy nên là những giá của những cái sản phẩm hàng liền, hàng đặc như thế này thì bao giờ nó cũng sẽ chênh giá hơn một vài triệu so với những sản phẩm hàng ghép. Đây, các cái hộp này, trên dưới bốn cái hộp trụ này, riêng mà tính bốn hộp trụ này cả trên cả dưới vào thì nó cũng đã chênh mất mấy trăm nghìn, gần một triệu so với những hàng ghép bình thường rồi. Và ở phần bệ đây, đây các bác có thể nhìn đấy ạ, phần bệ thì các cái ván đục của chúng tôi ạ, các cái ván đục hộp này chúng tôi luôn làm dày 1/7, đục vào 8 ly và nền còn 9 ly đó, để làm sao mà các bác nhìn thấy là các cái nét đục của chúng tôi rất là kênh bong đúng không ạ? Đó chính là những cái điểm khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trước đây hàng ghép và so với những sản phẩm của những đơn vị cơ sở khác. Ván vách ở giữa chúng tôi làm dày 2 phân và đục rất là kênh bong. Các cái chi tiết đục ở dưới này đây, chúng tôi lựa chọn mẫu và cho thợ vẽ mẫu rất là kỹ càng và tỉ mỉ. Các bác nhìn thấy những cái chân cổ đục này người ta đục rất là tèn nét đúng không ạ? Còn đây, các cái sản phẩm của chúng tôi đục cực kỳ là kênh bong và tinh tế. Không chỉ đục CNC xong mà sau khi đục CNC xong chúng tôi có những người thợ để tỉa lại bằng tay để làm sao cho những cái nét đục này nó sắc sảo nhất, để mang đến cho các bác những cái sản phẩm nó hoàn hảo nhất. Cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng có làm theo yêu cầu của anh khách, đó chính là lắp một bộ máy điện tử và mặt đồng sâm. Thế đây chính là một bộ máy điện tử Sunny mặt đồng sâm, và đây là chúng tôi sử dụng cái bộ máy là 3 kim, bao gồm kim giờ, kim phút và kim giây. Đó, phía trong là các cái trục máy đấy ạ, một bộ máy với chất liệu mặt đồng sâm và một cái màu vàng kim rất là đẹp. Sử dụng một bộ kính cong lồi nữa, nó tạo thêm điểm nhấn cũng là cái vẻ đẹp cho cái phần mặt tiền này rất là sang trọng và lộng lẫy đúng không ạ? Phía bên dưới này thì là các quả tạ và cái phần tấm kính này. Riêng một bộ tấm kính này nó sẽ chênh lệch 1 triệu so với một bộ tấm kính trơn các bác nhá. Chính vì vậy nên là khi các bác hỏi giá tại sao là sao giá ở đây lại cao hơn so với những bên khác anh hỏi, thì nói thật với các bác là những cái yếu tố, rất là nhiều yếu tố nó cấu thành nên một cái mức giá của sản phẩm. Ngay cả một bộ kính này thôi thì người ta lắp kính trơn nó đã giảm được đi 1 triệu so với một bộ kính này chúng tôi lắp rồi. Nên là các bác hãy cứ phải xem xét kỹ các yếu tố rồi mới bàn đến giá. Chứ nếu mà cứ báo giá luôn các bác bảo cao hơn bên đơn vị khác thì chẳng biết là bên đơn vị khác người ta làm như thế nào để mà so về giá cả. Là các bác đang rất là muốn biết về cái mức giá của sản phẩm này đúng không ạ? Vâng, và hiện tại sản phẩm này thì chúng tôi đang bàn giao cho anh khách hàng với mức giá là 18 triệu đồng và vận chuyển đến tận nhà. Bởi vì từ cơ sở đến chỗ địa chỉ nhà anh thì nó trong vòng 60 cây, nên là chúng tôi hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà và có tặng kèm anh một phần quà trị giá 500 nghìn đồng nhân dịp tri ân trong cái dịp tháng 12, tháng cuối năm của 2022. Đó, nên là chúng tôi có tặng một phần quà cũng như là miễn phí vận chuyển đến tận nơi, bảo hành 3 năm.
có sổ bảo hành đầy đủ cho các bác. Đó. Đây là cái mức giá mà chúng tôi đã rất cân nhắc rồi để cho các bác có thể sử dụng được một cái sản phẩm nó hoàn hảo, nó đặc biệt và nó trang trọng hơn trong ngôi nhà mình trong dịp Tết 2023 sắp tới đây. Nếu các bác nào có nhu cầu tham khảo hay là muốn sử dụng một cái sản phẩm nào đấy của Trấn Thành thì hãy để lại số điện thoại hay là hoặc là liên hệ với chúng tôi qua thông tin chúng tôi để ở góc phải màn hình và ở phần mô tả của video này để có thể liên hệ được với nhau và trao đổi những sản phẩm khác cụ thể hơn các bác nhé. Bây giờ thì Tuấn xin kết thúc video tại đây và đóng gói cái sản phẩm này và bàn giao tới cho nhà bác khách có địa chỉ tại Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Và cảm ơn các bác đã đón xem video. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Trấn Thành. Xin chào.